sorry. 对对对，就是 lie。 嗯，哈哈，哦，系咪啲私隐嚟嘛？ Thì vắng ở đây chỗ lướt bèn. Lướt bèn lâu rồi. Để đông hơn. Chỗ này có cái chỗ đi câu cá. Thì cũng lại phải học như này, chưa câu bao giờ. Mấy cái gì túi này lái ở đâu này? Giờ đi bắt đầu thợ đấy, thấy không? Sắp thì lại mới quay được mặt chúng mày. Tí nữa có cái chỗ nghỉ mà đúng không? Nhưng mà người nhẹ nước phải ngồi chú là nhẹ nhất nhỉ? Hay là ly nhẹ nhất? Ly bao nhiêu cân? Lắp là dù. Chắc là phải có cái Schleuser ở chỗ chắc ở trên kia. Ở nước bèn cũng có Schleuser mà. Ở đâu cũng có. Ở
mình ở đây đi ngược rồi. Mình ra đây thuê thuyền này ra đây nằm ngủ. Trước thì nó có cái thai. Ở đây cái thuyền này được nhiều người nhất là được mấy người? 4 người. Không có thuyền nào 5, 6 không có à?
Mọi người đang quay đúng không? Đấy. Lái đầm lung tung. Chúng nó cũng đi lên thuyền đấy, mình mới sợ gì. Thôi cứ bảo trẻ con nó đi. Thank you.
Về đâu mà cái sông Cửu Long chưa chắc đã có cái này mà đi. Lại bọn trẻ con đây hả? Khá đông chứ nó. Khá đông chứ nó. Đâm thế ơi. Hello. Dann müssen wir natürlich auch gehen zu fangen. Naja, okay. Hallo? Hallo. Rechts bleiben.
khéo đâm vào ống này bây giờ. Thank you.
sai cá. Lý lại nhìn con sai cá này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã đâm vào.
lì có vẻ. Đi ngược, đi ngược dòng dòng nước này thành ra là mất sức rồi, thấy không? Nước nó chảy. Thank you.
Bình. Chúng mày đi kiểu gì? Chúng mày hại. Để tao sửa lại tao. Ui, trong này có cái thuyền. Rồi giờ đây rồi đây. Ông đi.
phải đi đâm. Thank you.
mày nữa nhỉ.
khoán này nè. Chắc phải đi theo mấy đứa kia. Mình đi qua rồi đúng không?